Sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và theo ý kiến của các chuyên gia thì trẻ em trong năm đầu tiên nên uống sữa mẹ. Tuy nhiên thì bây giờ với cái áp lực của công việc cũng như là áp lực chăm con, để mà thuận tiện hơn trong cái việc mà cho con uống sữa mẹ thì các chị em bây giờ thường chọn cái giải pháp là hút sữa ra ngoài và lưu trữ. Thì hãng Willow tại CES này đã đem đến một cái giải pháp gọi là máy bơm để hút sữa ra và lưu trữ, cực kỳ hay, và nó không giống bất cứ cái giải pháp mà bơm hút sữa mà anh chị em thấy trên thị trường hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Thì đây là chiếc máy bơm hút sữa di động và thông minh đó, nó có tên là Willow và đây là thế hệ thứ ba của nó. Thì cái mức giá của cái sản phẩm này, tức là cả hai cái nha, một bộ sẽ có hai cái dành cho cả hai bầu ngực, thì nó sẽ là 500 đô. Vậy nó có cái gì đặc biệt so với những cái máy bơm sữa, bơm hút sữa trên thị trường? Tức là nếu mà anh chị em ra ngoài tiệm hay là tìm mua cái dạng máy bơm hút sữa thì thấy là một cái dạng máy nó sẽ có hai cái bình, kèm theo đó là hai cái giống như là hai cái ngòi để chúng ta ập vào cái phần ngực và chúng ta sẽ hút sữa ra. Và cái máy bơm nó sẽ khá là cồng kềnh và nó yêu cầu là anh chị em phải tìm một cái nơi nó kín đáo, như hạn như là ở nhà hay gì thì dĩ nhiên rồi, tuy nhiên ra ngoài thì phải tìm như hạn như là toilet hay những cái nơi mà nó kín đáo, và mất thường khoảng 30 phút để mà hút sữa ra và lưu trữ. Thì cái máy này nó giải quyết tất cả những cái vấn đề của chị em, đó là vẫn có thể vừa hút sữa ra, lưu trữ được sữa, trong khi vừa có thể vận động được, vừa có thể đi ra ngoài và làm việc bình thường. Thì cái thiết kế của cái máy Willow này nó có hình dạng như là một cái bầu ngực và nó có ba cái thành phần chính. Đây là thành phần quan trọng nhất của cái máy này, đó là cái hệ thống bơm đó, rất là kín và rất là đẹp như thế này đó. Nó cũng được làm bằng những cái vật liệu để mà không gây kích ứng da. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một cái phần túi để mà chứa sữa. Thì đây là cái chiếc túi dùng một lần, nó sẽ lưu chân không và sau đó là ta xé, chúng ta đổ ra ngoài đó. Thì sẽ có một cái vòi như thế này đó, nó gắn với lại cái phần miệng của cái túi, toàn bộ được làm rất là vệ sinh đó. Thì sữa từ cái phần ti á, nó sẽ vào đây và nó sẽ được đưa vào cái bịch bằng ni lông như thế này và lưu trữ. Thì một cái bịch như thế này nó chứa được khoảng 4 oz, tức là khoảng 120 ml. Ngoài ra thì cái hãng Willow cũng bán một cái dạng gọi là túi tái sử dụng được. Thì đây, nó là một dạng túi làm bằng nhựa mềm thế này, và chúng ta chỉ việc đổ sữa ra ngoài và lưu trữ. Và cái sức chứa của nó cũng tương tự, khoảng 4 oz, tức là 120 ml. Nó có cái nút khóa, cái ngàm khóa ở đây để chúng ta có thể mở ra mở vô để mà tháo gắn với lại cái máy. Đây là cái vòi để mà từ ngực của phụ nữ nó sẽ đưa vào trong cái phần này, nó sẽ cần một cái vòi chuyển tiếp như thế này đó. Thì sau khi chúng ta đưa cái túi ni lông này vào và đưa cái phần plung này vào, tức là cái phần khớp này vào, thì chúng ta áp vào cái máy bơm đó. Và như vậy là chúng ta chỉ việc áp cái phần này vào ngực. Thì nó có nhiều size, cái phần này có nhiều size. Thì hãng cho biết là nó có, dạng như đây, cái size này là size 24 mm nè, còn cái size này là size 27 mm nè đó. Và mới nhất là một cái size nhỏ hơn là size 21 mm đó. Nó tùy theo cái kích thước ngực của chị em, và chị em có thể mua cái phần ốp này rồi. Còn trong khi cái máy thì tương thích với tất cả. Và khi chúng ta đeo cái này trực tiếp vào ngực và chúng ta mặc cái áo ngực vào, thì như vậy là hai bên sẽ có hai cái và nó sẽ tự động nó hút sữa. Thì có nhiều cái level, tức là nhiều cái cấp độ và cái độ mạnh, độ nhẹ cũng như là cái cường độ để lấy sữa ra, nó tùy theo cái cơ địa và nó tùy theo cái tuyến vú của chị em nữa. Thì ở đây mình đọc cái hướng dẫn sử dụng, mình thấy là nó có 7 cấp độ đó, có hai cái cấp độ hút siêu nhẹ dành cho những cái ngực mà nhạy cảm, và dĩ nhiên là lên cấp độ thì nó sẽ mạnh hơn. Và nó cũng đi kèm với một cái ứng dụng để mà có thể quản lý được, biết được là cái lượng sữa đã hút ra ở trong cái bịch này là bao nhiêu, và bên ngực trái là bao nhiêu, bên ngực phải là bao nhiêu, và tổng cái thời gian, cũng như là nó sẽ báo cho mình là khi đầy rồi thì nên lấy ra và lưu trữ. Cái máy Willow này thì nó tích hợp sẵn pin. Thì ở đây có một cái cổng để sạc này, cục sạc tròn nè, và ở đây nó có cái chữ R với lại L, tức là nó sẽ báo là ngực trái hay ngực phải. Và mỗi lần sạc đầy thì chị em có thể dùng để mà hút sữa trong 5 lần, mỗi lần mỗi phiên á, thì sẽ vào khoảng là 30 phút. Và như anh em thấy đó, một cái sản phẩm rất là nhân văn, bởi vì mình thấy rằng một cái máy như thế này nó sẽ mang lại cái sự thuận tiện rất là nhiều cho chị em khi mà chị em phải nuôi con nhỏ. Nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là nó mang lại cái sự tiện dụng, tức là có thể đeo và làm việc bình thường trong khi vẫn có thể hút sữa ra và để dành cho con.
kèm theo đó là nó không có phát ra cái tiếng động gì. Nãy giờ mình bấm thử test tùm lum la mình thấy nó im re à. Như vậy là nó cũng đảm bảo được cái chuyện là nó kín đáo, và chị em cũng không mất thời gian là phải bỏ ra 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ để mà ngồi trong một cái chỗ nào đó kín đáo và phải tự vắt sữa bằng tay hay là phải dùng những cái loại máy cồng kềnh khác đó mặc vào và làm việc bình thường thôi. Khi mà nó đầy sữa rồi thì nó sẽ báo. Như vậy là một cái giải pháp cực kỳ hay. Và mình nói lại là cái mức giá của cái sản phẩm này mình thấy là nó khoảng 500 đô. Một mức giá mình thấy cũng rất là ok đối với một cái sản phẩm như thế này. Rồi, cảm ơn anh đã xem video này.